Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam điều gì đang cản trở chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng? Chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam vẫn đang được đẩy mạnh trước thềm Đại hội 13. Những kẻ vi phạm bị kỷ luật, lĩnh án theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều tâm phục khẩu phục và ăn năn hối cải. Vậy điều gì đang cản trở? Cuối tháng 7 năm 2020, một loạt báo chính thống của nhà nước đưa tin việc kê khai tài sản của cán bộ công chức lãnh đạo lại một lần nữa lỡ hẹn. Đại diện Thanh tra Chính phủ, cơ quan soạn thảo nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị, nêu lý do là Đảng và chính quyền chồng chéo kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng này. Chính phủ đã xin ý kiến Đảng nhiều lần nhưng vẫn đang phải chờ quyết định. Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát tài sản quan chức nghĩa là động chạm đến chế độ, xuất phát từ thực tế, từ sự tồn vong của chế độ và sự đòi hỏi của người dân. Đó chính là điều đang cản trở chiến dịch chống tham nhũng. Tham nhũng có căn nguyên từ quyền lực tha hóa kiểm soát tài sản của cán bộ lãnh đạo dựa trên cơ sở luật pháp, là cơ chế điều chỉnh các hành vi tham nhũng do tha hóa quyền lực. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này đang gặp những rắc rối bắt nguồn từ chế độ đảng toàn trị với quyền lực tập trung. Tham nhũng được định nghĩa là hành vi của những người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. Nói ngắn gọn là cán bộ lãnh đạo sử dụng chức quyền như một phương tiện để trục lợi cho mình, gia đình mình hoặc cho người thân về lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần. Tài sản tham nhũng là chứng cứ rõ ràng nhất để kết tội. Không kiểm soát được tài sản của quan chức không thể chống được tham nhũng. Dư luận chỉ có thể bàn tán người dân nhỏ to về sự giàu lên nhanh chóng của các quan chức, những biệt thự xe sang, con cái đi du học ở nước ngoài, du lịch, chữa bệnh cao cấp. Thách thức trước mắt họ, nhưng nếu không có bằng chứng tham nhũng, việc tố cáo là không thể, thậm chí còn gặp nguy hiểm liên quan đến quy định pháp luật và cơ chế kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn khủng hoảng thể chế trước thềm Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tài sản quan chức cao cấp được tung lên mạng xã hội như bươm bướm, có chủ đích gây ảnh hưởng tới lá phiếu bầu cử của các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang Chân Dung Quyền Lực có nhiều bài viết chi tiết về sự giàu có của nhiều quan chức, tuy nhiên đó không thể là chứng cứ tài sản của quan chức tham nhũng nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến dịch chống tham nhũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh từ sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng nghìn vụ kỷ luật và án tù được tuyên đối với những cán bộ lãnh đạo đảng viên vi phạm các quy định của đảng và pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản công. Tuy nhiên, rất khó khăn để chỉ ra được tội tham nhũng của quan chức bị tha hóa. Đại án Mobile Phone mua AVG là một ngoại lệ hiếm hoi. Trong lúc các cựu lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông bị kết tội nhận hối lộ có thể coi là thành tích nhưng không thể cung cấp biện pháp chính sách hiệu quả để chống tham nhũng. Thực trạng tham nhũng vẫn tiếp tục lan rộng, các cán bộ đảng viên lãnh đạo giữ chức vụ từ trưởng phó phòng trở lên đã phải kê khai tài sản, chính sách này mang nặng hình thức, tính hình thức và kém hiệu quả do thiếu cơ sở pháp luật. Luật phòng chống tham nhũng chỉ được ban hành 2018 và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 năm 2019 và cần thiết một nghị định văn bản dưới luật để thực thi. Thực trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng và lan rộng, các cán bộ đảng viên lãnh đạo giữ chức vụ từ trưởng phó phòng trở lên đã phải kê khai tài sản, chính sách này mang nặng tính hình thức, kém hiệu lực do thiếu cơ sở pháp luật. Tuy nhiên, nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị vẫn chưa để và chưa thể thực hiện ban hành, cho nên không thể tiến hành kê khai tài sản của cán bộ công chức lãnh đạo. Nguyên nhân
được vị đại diện thanh tra chính phủ thừa nhận là đảng và chính quyền chồng chéo kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng này và nghị định không thể ban hành nếu thiếu ý kiến, quyết định của Ban Bí thư Bộ Chính trị. Nguyên tắc đảng lãnh đạo nhà nước quản lý vận hành gặp trục trặc ngày càng thường xuyên trong quá trình chuyển nền kinh tế sang thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong công tác cán bộ. Đảng lệ dựa vào các quy định về định tính trong khi pháp luật và nhà nước điều tiết hành vi bằng các chế tài cụ thể, định lượng. Một quan chức suy thoái có thể bị đảng khiển trách hay cảnh cáo, tuy nhiên luật định gặp khó khăn khi đưa ra các mức chế tài tương đương. Thậm chí mới đây thôi, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương từng bị đảng cách nguyên chức trong nhiệm kỳ khi còn công tác. Tuy nhiên khi sai phạm có liên quan đến vụ án được phát hiện sau vài năm đã kịp cao chạy xa bay ra nước ngoài. Thanh tra Chính phủ, cơ quan soạn thảo nghị định cho biết rằng Ban Bí thư sẽ ban hành quy định phối hợp với kiểm soát tài sản của đối tượng này để giải quyết những chồng chéo. Nhưng đây cũng chỉ là có thể là giải pháp tình huống. Kiểm soát tài sản quan chức là cơ sở chắc chắn hơn nếu dựa vào pháp luật. Nghị định trên cần được sớm ban hành và thực thi một cách thực chất như một giải pháp chính sách chống tham nhũng để đáp ứng đòi hỏi của người dân. Tham nhũng đang xói mòn niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Niềm tin liệu có quay trở lại tùy thuộc vào mức độ đảng tự sửa chữa những sai lầm và tự lấy đá ghè chân của mình. Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc trong thể chế khiến cho Việt Nam sa lầy trong vũng bùn khó có thể thoát ra được. Nhưng vì sao những đầu tư công của ngành công thương cũng như bên Thủ tướng Chính phủ, bên Chính phủ thì vẫn bị tắc nghẽn, mặc dù thì tiền in ra bừa phứa nhưng không biết giải ngân vào đâu. Từ đầu tháng 7 năm 2020 đến nay, Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị về phục vụ và phục hồi tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch virus Vũ Hán được cho là quyết liệt với lãnh đạo các bộ, ban ngành địa phương trong toàn quốc, và trong đó đầu tư công được coi là mũi nhọn. Thực trạng và số liệu đầu tư công cho thấy chính sách này đang bị nghẽn. Có hai nguyên nhân chủ yếu là xu hướng thay đổi tất yếu của đầu tư công khi nền kinh tế chuyển sang thị trường. Hai là cải cách thể chế không theo kịp thực tế, trong đó bộ máy chính quyền các cấp bị đóng băng khi chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu đầu tư công nóng vội hiệu quả sẽ làm giảm chất lượng tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư công bao gồm đầu tư của nhà nước từ ngân sách và đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước là phạm trù kinh tế gắn liền với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP. Đầu tư công vào cơ sở hạ tầng như đường xá, lĩnh vực năng lượng, khu vực công, v.v. Động lực không thể thiếu của tăng trưởng kinh tế luôn luôn là ý tưởng, luôn ăn sâu vào tâm trí của các nhà hoạch định chính sách ở những nước nghèo. Hơn thế, ở các nước theo ý thức hệ xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Dưới thời kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hầu như 100% vốn đầu tư xã hội là vốn đầu tư của nhà nước. Tuy nhiên, ở Liên Xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây, nó đã không cứu nổi sự sụp đổ của chế độ mà nó được sinh ra như một công cụ. Ở Việt Nam, thị trường được nhờ cậy như cứu cánh bởi chủ trương đổi mới, thời kỳ đầu tư thực hiện chính sách cải cách và mở cửa. Việc huy động vốn đầu tư xã hội đã mang lại kết quả tích cực. Bất ngờ đối với các nhà hoạch định chính sách, nền kinh tế không những vượt qua được khủng hoảng mà còn dần có tốc độ tăng trưởng cao. Quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra sự thay đổi đầu tư công theo hướng tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm đi, nghĩa là sự tham gia của các khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài tăng lên một cách rõ rệt. Trong thập kỷ 2002-2009, tỷ trọng vốn đầu tư công trên vốn đầu tư xã hội giảm xuống gần 60%, giảm còn 28,5%, và đầu tư khu vực tư nhân tăng lên 22% lên 40%, và đầu tư nước ngoài tăng từ gần 18% lên 31,5%.
Những năm gần đây, xu hướng này vẫn duy trì mặc dù có chậm hơn. Vốn đầu tư công chiếm 32% tổng mức đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 10,7% tổng giá trị GDP. Tuy nhiên, từ năm 2019 đã diễn ra hiện tượng nghẽn đầu tư công và đang trở thành vấn đề trọng đại hiện nay. Bên cạnh những mặt tích cực như đóng góp cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng thị trường, ưu thế trong tình huống khủng hoảng thì những mặt hạn chế của đầu tư công ngày càng bộc lộ rõ nét như hiệu quả thấp, lãng phí, trục lợi, chi trác tài sản công và nạn tham nhũng trầm kha. Khi dư địa tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên đất đai vốn thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý và nhân công rẻ, đầu tư công đã là chủ lực cho tăng trưởng. Dư địa này đã rơi đi một cách nhanh chóng, khiến cho cơ cấu đầu tư công thay đổi theo hướng giảm tỷ lệ trong tổng vốn đầu tư xã hội và tỷ lệ đóng góp trong GDP. Tăng trưởng GDP theo chiều rộng và dần giảm năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Các khuyến cáo được đưa ra và giải pháp chính sách để tăng trưởng GDP theo chiều sâu, trong đó có cải cách thể chế. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư công đã gặp phải rào cản thể chế, trong đó sự duy trì khu vực công kênh nói chung và bộ máy hành chính phình to, kém hiệu năng nói riêng là những thách thức lớn. Các tượng đài nghìn tỷ và cổng chào trăm tỷ được xây dựng thậm chí trong một số tỉnh nghèo, từ vốn ngân sách thể hiện cơ chế xin cho chia trác tài sản công hơn là đầu tư công. Việc xây dựng công sở hoành tráng, níu giữ hơn 6.000 đơn vị sự nghiệp công trong hầu hết các lĩnh vực, từ tư tưởng đến các tổ chức chính trị, khiến cho chi phí thường xuyên luôn chiếm đến 70% tổng ngân sách. Đây là gánh nặng chi tiêu công làm cho giảm hiệu quả đầu tư công, cản trở xây dựng nhà nước tinh gọn và hiệu quả hiệu lực. Nếu như đầu tư công đổ vào các tượng đài và các trụ sở công quyền một cách to lớn và vô ích, thì tại sao số tiền này không đầu tư vào cho bệnh viện, trường học và đường xá để cho phát triển kinh tế xã hội? Cải cách luật pháp theo hướng pháp trị hơn là pháp quyền cũng diễn ra đối với chính sách đầu tư công. Luật đầu tư công đầu tiên chỉ được ban hành năm 2014 khi mọi việc trở nên khó khăn, tiêu cực và mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Luật này đã nhanh chóng sửa đổi năm 2019 với hy vọng lấp được những lỗ hổng về chủ trương, thủ tục quản lý vốn và hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, những sửa đổi chủ yếu được cho là mới lại được liên quan đến phân cấp, phân quyền cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Hiệu lực thực thi pháp luật đầu tư 2019 chưa được bao lâu đã cho thấy những sửa đổi này đang bộc lộ hạn chế, làm nghẽn nghiêm trọng thêm. Những kẻ tham nhũng nếu phát hiện trong chiến dịch do đảng phát động có thể bị trừng phạt, thậm chí là nghiêm khắc. Các cán bộ lãnh đạo, những người có quá trình leo cao, thấu hiểu điều đó và luôn phải tìm cách thích nghi với thể chế hiện hành. Bản năng mách bảo họ rằng việc thể hiện sự trung thành với lý tưởng và lãnh tụ luôn là bùa hộ mệnh cho sinh mạng chính trị trong bộ máy đặc quyền đặc lợi, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như trước thềm đại hội đảng. Mới đây, ngày 17 tháng 7 năm 2020, 5 vị lãnh đạo của Đảng ủy Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC. VEC đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật và mức khiển trách đến khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó, ngày 29 tháng 6, cơ quan công an đã khởi tố 9 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Các án phạt liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 130 km. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là khoảng 1,6 tỷ đô la, khoảng 44.000 tỷ Việt Nam đồng. Vừa đưa vào khai thác đã sụt lún thảm hại và gây tổn thất lớn. Số cán bộ bị trừng phạt là do như Đảng nhận định tự thoái hóa, tự biến chất. Tuy nhiên, cần nhìn thẳng vào căn nguyên của sự việc là sự tha hóa quyền lực,
mà những lỗ hổng thể chế thường được mô tả là lỗi hệ thống mà việc cải cách luôn gặp thách thức. Tiến đến một cơ chế dân chủ và đối trọng có thể là quá trình, nhưng biện pháp cấp bách là xây dựng cơ chế tự kiểm soát quyền lực, trong đó có việc giám sát tài sản cán bộ công chức. Thưa quý vị và các bạn, như đã biết, luật phòng chống tham nhũng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, song nghị định vẫn chưa được ban hành, cho nên chưa thể tiến hành kê khai tài sản của cán bộ công chức. Lý do chính được Thanh tra Chính phủ, cơ quan soạn thảo nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu ra, đó là Đảng và chính quyền chồng chéo kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng này. Tất nhiên, nghị định không thể ban hành nếu thiếu ý kiến quyết định của Ban Bí thư Bộ Chính trị. Lối thoát cho sự bế tắc và là Ban Bí thư sẽ ban hành quy chế phối hợp với kiểm soát tài sản của quan chức. Họ là những người quan tâm nhất câu trả lời là đến khi nào và như thế nào khi thời gian Đại hội 13 theo dự kiến chỉ còn chưa đến 6 tháng nữa là tới Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại dịch virus Vũ Hán đang tác động toàn diện đến y tế và kinh tế của toàn cầu, trong đó có nước ta. Mặc dù tạm thời kiểm soát dịch nhưng tỷ lệ GDP đã giảm từ 7,02% năm 2019 còn 1,81% đến giữa năm 2020. Đối với Việt Nam, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế không chỉ mang tính pháp lệnh mà hơn thế có thể thể hiện được tính chính danh của chế độ. Bởi vậy, như cứu cánh đầu tư công được chính phủ coi là mũi đột phá cho tăng trưởng. Tuy nhiên, sự tắc nghẽn đã lớn đến mức chính phủ đang phải dùng đến biện pháp hành chính quyết liệt. Những lợi ích tiềm năng của đầu tư công vẫn phát huy ở nước ta, nhưng không nên chờ đợi quá nhiều vào hiệu quả và những tác động tích cực về biện pháp hành chính. Mục đích của đầu tư công là tích lũy tài sản chứ không phải là tiêu thụ chúng. Bởi vậy, thúc đẩy nóng vội và kiếm hiệu quả từ cung sẽ giảm chất lượng tăng trưởng trung và dài hạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một thực tế là ở Việt Nam đầu tư công phần lớn thì đi vay mượn ở nước ngoài và sau đó thì người dân phải e lưng ra để trả lời và lãi cho các nước ở ngoài đã cho Việt Nam vay, và số tiền đầu tư công này không rót vào những nơi cần được rót. Ví dụ như chúng ta cần phải xây đường xá, trạm y tế, trường học và những công ích khác cho xã hội. Nhưng ở Việt Nam thì khoản đầu tư công này thường thì đổ vào tượng đài nghìn tỷ và những thứ không cần thiết cho người dân, mà chỉ là một cái gì đó tượng trưng cho sự bề thế của một chế độ mà thôi, còn người dân hoàn toàn không được hưởng lợi từ đó. Ví dụ như ủy ban xã, phường, huyện, tỉnh cũng như ở trung ương rất to và rất lớn nhưng không phục vụ gì cho người dân. Có lẽ đã đến lúc cần thẳng thắn nhìn lại thực chất thay đổi về đầu tư công. Các nguyên nhân nghẽn có thể để có cách giải pháp tháo gỡ cấp bách như lâu dài, trong đó cải cách quản trị và thể chế, trong đó nhấn mạnh kiểm soát quyền lực để chống tham nhũng và ưu tiên. Một đồng đầu tư công xuống đến địa bàn thì chỉ còn khoảng 3 đồng là thực sự được đầu tư, còn 7 đồng đã bị chui vào túi các quan chức của chế độ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.